Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn thân mến, cẩn thận với Trương Mỹ Lan, Trịnh Văn Quyết, Formosa nhôm toàn cầu đang âm thầm nuốt chửng Việt Nam. Đúng như cảnh báo của các chuyên gia thế giới, chính sách bẫy nợ của Trung Quốc đang gia tăng trong giai đoạn dịch virus Vũ Hán, với những con tốt được bày binh bố trận khắp ở trên lãnh thổ Việt Nam. Những doanh nhân, doanh nghiệp kể trên đã và đang âm thầm phục vụ âm mưu bá chủ thế giới của ông chủ phương Bắc Tập Cận Bình. Báo chí nhiều lần đã đưa tin về tình trạng doanh nghiệp cá nhân của Trung Quốc núp bóng người Việt để mua bán bất động sản, để chuyển mục đích sử dụng mang sang đất thương mại ở những vị trí trọng yếu nhằm mục tiêu cuối cùng không phải chỉ về kinh tế mà còn về xâm lược lãnh thổ. Đứng ra đại diện thâu tóm đất thay Trung Quốc không thể không kể đến nữ doanh nhân Trương Mỹ Lan, một nữ doanh nhân quyền lực đang nắm giữ hàng trăm quỹ đất vàng kéo dài từ quận nhất qua quận 3 ở thành phố Sài Gòn. Chỉ là một tiểu thương ở chợ An Đông, bà Lan một bước phất lên trời cũng nhờ sự cung ứng tiền vô hạn của phía Trung Cộng. Nhờ hôn sự với đại gia bất động sản Hồng Kông Chu Nepki Elik, bà Lan đã móc nối được với những quan hệ cấp cao của Trung Cộng. Chồng bà lại chính là anh em họ với vị lãnh đạo chóp bù của Đại Lục là Chu Vĩnh Khang, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, Thường trực Bộ Chính trị Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban Chính pháp Trung ương. Chu Vĩnh Khang đã bị Tập Cận Bình xử bắn vì tội tham nhũng trong chiến dịch đả hổ diệt ruồi của Tập Cận Bình. Phải là sân sau rửa tiền cho Chu Vĩnh Khang, bà Lan mới có thể thâu tóm hàng loạt quỹ đất mà không ngần ngại đến tiền. Thậm chí mua xong không kinh doanh lại để hoang hoặc cho thuê làm bãi giữ xe suốt ngần ấy năm trời. Mà đâu phải cứ có tiền là có thể thâu tóm đất. Hóa ra ở sự giúp sức của các vị khác, người mới nhận được án kỷ luật đó là Lê Thanh Hải và có khả năng sẽ xa vào vòng lao lý vì những sai phạm động trời không chỉ với dân Thủ Thiêm mà cả với những mối quan hệ đầy mờ ám với những con người gốc Hoa như bà Lan. Không chỉ thâu tóm bất động sản, cá mập Trung Quốc cũng đang ăn mòn nhiều ngành công nghiệp quan trọng khác của Việt Nam, đó là những dự án thép, nhôm trị giá hàng tỷ đô la Mỹ mà đứng đằng sau là sự giật dây của các ông chủ Trung Quốc như nhà máy gang thép Formosa, công ty nhôm toàn cầu, chủ của 1,8 triệu tấn nhôm Trung Quốc giả mạo xuất xứ hàng Việt Nam để xuất qua Mỹ. Nhiệm vụ của hai doanh nghiệp này không chỉ là phá hoại nền kinh tế, hủy hoại hình ảnh quốc gia, môi trường Việt Nam, đầu độc dân Việt mà còn có thể là bàn đạp để cho Trung Quốc đưa quân xâm lược Việt Nam bất cứ lúc nào. Một lĩnh vực cũng rất đáng quan tâm chính là hàng không, cũng đã được bàn chân của Trung Quốc nhúng vào. Hãng hàng không Bamboo Airways của ông chủ thân tàu Trịnh Văn Quyết được báo chí loan tin và đã bán phần lớn cổ phần cho nước ngoài, mà ai cũng có thể đoán được nước ngoài đó là nước nào. Hành động này giải đáp cho thắc mắc vì sao Bamboo Airways có thể phất lên nhanh như gió để cạnh tranh với các hãng hàng không lão luyện trong nước với mức rẻ như cho. Hóa ra là có nguồn tiền dồi dào từ phía sau cung ứng. An ninh hàng không Việt Nam giờ đây đã trở nên lỏng lẻo khi 12% thị trường hàng không đã về tay láng giềng. Đó là ngày càng nguy hiểm khi Trịnh Văn Quyết đặt tham vọng tới 30% thị trường hàng không cho Bamboo Airways. Bằng cách tung ra những tay chân trung thành với nhân dân tệ, Trung Quốc chỉ cần vung tiền thì họ răm rắp nghe theo. Việc Việt Nam bị Trung Quốc chi phối hoàn toàn chỉ là vấn đề thời gian. Việt Nam không thể ngồi im mà không ngăn chặn các hoạt động thâu tóm của Trung Cộng, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia như vậy. Virus Corona đã vạch trần bản chất của các đại gia chí phèo Trịnh Văn Quyết. Hàng không là một đấu trường đốt tiền của đại gia Việt. Cũng giống như cuộc chơi của các sàn thương mại điện tử, ở đó các hãng mới ra đời khuấy động thị trường một thời gian ngắn rồi chết. Thật buồn nếu như một hãng hàng không Việt Nam nào đó phải chết vì virus corona, vì nội tại đầy bê bối. Không thể ngờ có ngày một con virus vô hình khiến cho hàng không phải vật lộn giữa làn danh giữa sống và chết. Bay nội địa toang, bay quốc tế ngừng. Những ngày qua là những ngày đen tối nhất của những hãng hàng không non trẻ chưa đầy một tuổi, Bamboo Airlines.
khi nợ nần bủa vây, chây ì trả nợ thuế, chiếm dụng tiền thu hộ thuế phí nhà nước 187 tỷ, nợ lương nhân viên, nợ tiền mua xăng, nợ ngân hàng, nợ tiền phí môi giới phí công, nợ tiền thuê tàu bay liên tục bị block và hối thúc. Bamboo giờ đây ngập trong nợ, nợ và nợ. Còn đâu giấc mơ bay thẳng Việt Mỹ ngày nào? Hình ảnh một anh Chí Phèo hiện ra trước ngày Covid đến đã nợ nần khó đòi và Covid đến một đòn chí mạng cuối. Mọi thứ xấu xa nhất được Covid phơi bày. Sự túng quẫn của Bamboo lúc này không chỉ là do Covid mà đó là một bi kịch của kẻ đến sau trong đấu trường hàng không. Ở đó các hãng hàng bay hàng không khác bay chạy đua xuống đáy, sát phạt lẫn nhau. Bamboo đã phải chật vật để gia nhập đấu trường này, hạ giá thấp nhất để kéo khách hàng, chiếm thị phần. Khi các đường bay bị đóng băng, tiền vé không có, dòng tiền từ bất động sản, nghỉ dưỡng, du lịch cũng cạn thì tất yếu dẫn đến chỉ còn có một Chí Phèo, không thể bị đắt hơn. Làm kẻ mạnh đôi khi chẳng sung sướng gì, đứng trên vai hàng nghìn nhân viên lại là gánh nặng trách nhiệm. Có lẽ vậy nên gần đây anh ấy luôn úp hình ăn mì tôm, khoai lang hay bắp ngô. Trời đã sinh anh sao lại còn sinh thêm Covid đến và hủy hoại tất cả. Không tiền, nợ nần chồng chết, chuyến bay đưa người Việt từ Ukraine về Việt Nam nhẽ ra sẽ là cơ hội vàng để Trịnh Văn Quyết vực dậy hình ảnh xấu xí. Thế nhưng cơ hội đó Bamboo Airways cuối cùng buộc phải nhường cho VN Vietnam Airlines. Đã không cứu vớt được danh tiếng Trịnh Văn Quyết còn lại còn bị mạng xã hội tố về hủy kèo ở phút cuối. Còn gì nhục nhã bằng. Theo các chuyên gia, virus đang khiến cho các hãng hàng không của thế giới thiệt hại từ 5 đến 6 nghìn tỷ đô la. Riêng Việt Nam là 1,5 tỷ đô la. Trung tâm nghiên cứu và phân tích hàng không thế giới CAPA dự báo loạt các hãng bay sẽ phá sản trong tháng 5 và cần 200 tỷ đô la khẩn cấp. Chính phủ của các nước đang cấp tập tung các gói giải cứu. Mặc dù nhà nước sẽ có phương án giải cứu các hãng hàng không, nhưng tôi nghĩ rằng các gói hỗ trợ sẽ được cào băng. Hãng bay nào tận dụng được sẽ sống sót. Khủng hoảng kinh tế là liều thuốc độc giết chết các doanh nghiệp cạn dòng tiền nhanh nhất, nhưng lại là cơ hội cho những doanh nghiệp quản lý dòng tiền tốt. Đấu trường càng không hàng không càng khốc liệt, đó là cuộc chơi đốt tiền, không dành cho những tay mơ, không trường vốn. Thành phố Hồ Chí Minh có 39 hộ dân không có nhà ở, sự thật được bóc trần giữa mùa dịch virus Vũ Hán. Còn nhớ cuối năm 2019, Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thành phố chỉ có 39 hộ không có nhà ở. Khi nhiều người thắc mắc về phương pháp điều tra thì cục này khẳng định đã đi điều tra từng hộ với khẳng định chắc nịch như thế này. Làm nhiều người tin rằng số người không có nhà hay còn gọi là vô gia cư ở thành phố Hồ Chí Minh là cực thấp, chứng tỏ thành phố đã chăm lo rất tốt cho đời sống của người dân. Nhưng sự thật được phơi bày bởi con virus nhỏ bé nhưng đáng sợ. Trong khi thành phố Hồ Chí Minh có hơn 10 triệu dân thì chỉ có 39 trường hợp không có nhà ở, gồm một hộ ở quận Nhất, một hộ ở quận 4 và 37 hộ ở huyện Cần Giờ. Có nghĩa là tất cả những người còn lại đều có nhà ở. Điều này khiến cho nhiều người thắc mắc, một thành phố xa hoa như thành phố Sài Gòn mà lại có số người sống cơ nhỡ cực thấp, người ta nghi ngại về sự chính xác của con số này. Nhưng với khẳng định của ông Võ Thanh Sang, Phó Cục trưởng Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh nói với phóng viên Lao động khiến người ta yên tâm hơn. Ông Sang cho rằng qua điều tra dân số toàn thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 39 hộ không có nhà ở. Con số trên hoàn toàn có cơ sở về những người không lấy thông tin thống kê đã làm đúng yêu cầu quy trình của ngành thống kê nhân sự. Đi điều tra thống kê đã đi điều tra dân số từng hộ. Từ khẳng định của ông Phó Cục trưởng Cục Thống kê cho thấy thành phố Hồ Chí Minh chăm lo đời sống cho người dân thật chu đáo, hạn chế thấp nhất tình trạng người vô gia cư. Cứ phát huy tinh thần này thì trong nay mai thành phố Hồ Chí Minh còn tốt hơn cả San Francisco về tiêu chí có hộ, có nhà ở. Thiết nghĩ nếu như mà thành phố Hồ Chí Minh cấp nhà cho 39 hộ này thì xem như thành phố không có người vô gia cư rồi. Như thế, thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn hảo nhất thế giới, cho dù Tokyo hay Paris mất 100 năm nữa, theo cũng chẳng kịp. Tự hào về thành phố có số người vô gia cư cực thấp chưa được bao lâu thì bị con virus Vũ Hán bóc trần sự thật. Mới đây trên trang VNExpress.net, trang tiêu dùng
cùng một số tờ báo khác loan tin để hạn chế dịch lây lan, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đang tính chuyện giúp đỡ chỗ ở và theo dõi sức khỏe cho hơn 6.200 người vô gia cư. Đây là quyết định đúng đắn trong thời điểm này. Hiện Mỹ cũng đã làm điều này để hạn chế thấp nhất tình trạng lây lan trong cộng đồng. Nhưng từ con số 6.200 người vô gia cư đang có cuộc sống cơ nhỡ tại thành phố Hồ Chí Minh khiến cho người ta không dùng mình. 6.200 chứ không phải là 39 hộ như Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh đã công bố trước đó. 39 hộ là con số thống kê vào cuối tháng 10 năm 2019. Chả lẽ đến nay chưa đầy 6 tháng mà con số người vô gia cư lại tăng chóng mặt như thế chăng? Nếu kết quả thống kê của Cục Thống kê là chính xác thì phải xem xét lại năng lực quản lý của thành phố Hồ Chí Minh. Tại sao chỉ trong một thời gian ngắn mà lại để cho tình trạng người vô gia cư tăng lên chóng mặt như thế? Nếu cứ theo đà này thì một năm sau, hai năm sau, chục năm sau, thành phố Hồ Chí Minh sẽ như thế nào? Còn nếu như con số thống kê của thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 39 hộ dân là có vấn đề thì nên xem xét lại cách làm việc của Cục Thống kê. Sử dụng tiền thuế của dân mà lại là đội ngũ làm việc không hiệu quả thì có nên cho cục này tồn tại nữa hay không? Đồng thời cũng nên xem xét lại năng lực của một số lãnh đạo của cục này. Vì đã chấp bút phê duyệt một cách bất chấp, không thể chấp nhận được có cố lỗi do người đánh máy. Tận thế của nước Mỹ, trung bình cứ 2 phút lại có một người chết vì virus Vũ Hán. Lần đầu tiên Hoa Kỳ đánh dấu 700 trường hợp tử vong một ngày, tương đương với một người chết cứ sau 2 phút. Thống kê mới nhất cho thấy trong vòng 24 giờ qua, Hoa Kỳ đã báo cáo thêm 23.559 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân lên 187.347 với 3.860 trường hợp tử vong. Gần một nửa số người chết ở bang New York, thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio đã cầu xin sự tiếp viện của chính quyền chung, nói rằng điều tồi tệ nhất có thể vẫn còn nhiều tuần nữa. Đây là thời điểm mà chúng tôi phải chuẩn bị cho tuần tới khi dự kiến sẽ có sự gia tăng lớn về số lượng các trường hợp. Những gì tôi đã hỏi rất rõ ràng tuần trước là cho các nhân viên quân y được triển khai ở đây. Ông de Blasio nói tại trung tâm quần vợt quốc gia William King ở Queens, nơi một bệnh viện dã chiến đang được xây dựng. Thị trưởng New York đã yêu cầu Nhà Trắng cho thêm 1.000 y tá, 300 nhà trị liệu hô hấp và 150 bác sĩ vào ngày 5 tháng 4, nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời từ chính quyền của Donald Trump. Tất cả đều nói hơn 3.850 người chết vì virus Vũ Hán tại Hoa Kỳ trong vụ dịch, nhiều hơn số người chết trong các cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001. Hơn 30 tiểu bang đã ra lệnh cho mọi người ở nhà cách ly, một động thái đã bóp nghẹt nền kinh tế và khiến cho hàng triệu người không có tiền lương, ít nhất là tạm thời. Quân đoàn kỹ sư quân đội Hoa Kỳ đang tìm kiếm khách sạn, ký túc xá, trung tâm hội nghị và không gian mở rộng lớn để xây dựng 341 bệnh viện tạm thời. Trung tướng Todd Simonis, người đứng đầu, nói với chương trình Good Morning America của ABC News. Tại Los Angeles, trung tâm hội nghị lớn của thành phố đã được vệ binh quốc gia chuyển đổi thành trạm y tế liên bang. Thị trưởng Gil Gassetti cho biết trên Twitter. Tại California, tiểu bang đông dân nhất Hoa Kỳ, số bệnh nhân mắc virus Vũ Hán đã tăng mạnh trong vài ngày qua, với 7.400 trường hợp đã xác nhận tính đến thứ ba và hơn 150 trường hợp tử vong. Đại dịch đã gây tổn thất cho các bác sĩ, y tá và nhân viên y tế, những người làm việc quá sức và thiếu các thiết bị y tế và đồ bảo hộ cần thiết. Nó kéo dài gây suy nhược và mệt mỏi và chán nản, Thống đốc New York Andrew Cuomo nói trong một cuộc họp báo tiết lộ rằng em trai của mình, nhân vật trụ cột cho chương trình bản tin CNN Chris Cuomo, đã thử nghiệm dương tính với virus này. Tôi đang nói chuyện với một chuyên gia chăm sóc sức khỏe, những người nói hãy nhìn, hơn cả mệt mỏi về thể chất, tôi mệt mỏi về cả cảm xúc. Những cái chết liên quan đến virus Vũ Hán của Hoa Kỳ vẫn đang theo lối mòn của Italia và Tây Ban Nha, với số ca tử vong lần lượt được báo động, báo cáo là hơn 11.000 và 8.000 trường hợp. Trung Quốc xác nhận 3.305 trường hợp tử vong. Trên toàn thế giới hiện có 856.916 trường hợp mắc virus Vũ Hán với 42.107 ca tử vong.
Một y tá chăm sóc tích cực tại một bệnh viện lớn ở Manhattan cho biết ông đã bị sốc bởi tình trạng xấu đi của bệnh nhân trẻ với rất ít hoặc không có vấn đề sức khỏe tiềm ẩn nào. Một y tá trong đơn vị chăm sóc tích cực 28 tuổi khỏe mạnh hiện đang bị bệnh nặng đến nỗi anh ta gặp khó khăn khi đi lên một tầng cầu thang mà không thở hổn hển. Y tá nói yêu cầu giấu tên vì anh ta không được phép nói chuyện với giới truyền thông. Đơn vị phẫu thuật y tế của bệnh viện New York tại chi nhánh Hudson's Valley có 17 bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán và hơn một nửa lực lượng nhân viên của bệnh viện, y tá Emily Mujica, 25 tuổi, cho biết. Tôi đã bị khủng hoảng và khóc với bạn trai, Mujica nói sau khi một bệnh nhân tương đối khỏe mạnh 44 tuổi suy yếu nhanh chóng và cần thở máy. Chính sách Novitzer có nghĩa là bệnh nhân bị bệnh nặng có thể chết một mình. Tôi đã nắm tay một bệnh nhân trong những hơi thở cuối cùng trong quá khứ, Mujica nói. Đó là một cái chết cô đơn. Quốc hội đã tranh luận về việc có nên xem xét một dự luật cứu trợ kinh tế khác hay không sau khi thông qua gói 2.200 nghìn tỷ đô la vào tuần trước sẽ chuyển tiền cho người nộp thuế, bơm tiền vào các doanh nghiệp và các quỹ bệnh viện. Chủ tịch Hạ viện bà Nancy Pelosi nói rằng quốc hội nên tập trung vào các nỗ lực phục hồi của tiểu bang và địa phương, nhưng lãnh đạo đa số thượng viện Mitch McConnell đã thúc giục cách tiếp cận chờ xem. Goldman vào thứ ba đã sửa đổi triển vọng bi quan của nó cho nền kinh tế Mỹ, dự báo sẽ giảm 34% trong quý 2 và tỷ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ tăng lên 15%. Nợ công của Việt Nam có thực sự trong mức an toàn? Hơn 150 quốc gia nợ tiền Trung Quốc. Hồi tháng trước, tạp chí Kinh tế Kinh doanh của Đại học Harvard Hoa Kỳ có bài phân tích thế giới nợ Trung Quốc bao nhiêu tiền. Trong bài viết này, dựa trên các tài liệu thống kê của gần 2.000 khoản cho vay cùng với 3.000 khoản trợ cấp từ chính phủ Trung Quốc từ năm 1949 đến năm 2017, các tác giả cho biết sau 2 thập kỷ phát triển kinh tế, hiện nay Trung Quốc là một trong những chủ nợ lớn nhất thế giới với số tiền cho vay 150.000 tỷ đô la. Trên 150 quốc gia trên thế giới là còn nợ của Trung Quốc. Các tác giả cũng cho biết hầu hết các khoản tiền cho nước ngoài vay đều là từ chính phủ Trung Quốc và các định chế thuộc chính phủ, ví dụ như các ngân hàng hoặc các doanh nghiệp thuộc sở hữu của chính phủ Trung Quốc. Hầu hết các khoản cho vay này đều là đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng, năng lực và khai thác khoáng sản. Tuy nhiên, không giống như các chủ nợ khác như Ngân hàng Thế giới, WB, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF hay OECD, các thông tin về các khoản nợ này luôn được giữ kín đối với các nước đang nợ Trung Quốc. Các tác giả cũng nhận thấy có nhiều các tác giả nhận thấy có khoảng 50% các khoản cho vay từ Trung Quốc không nằm trong các báo cáo công bố chính thức. Như vậy, không nằm trong hệ thống dữ liệu của Ngân hàng Thế giới và IMF hay bất cứ một hệ thống tín dụng quốc tế nào. Những khoản cho vay không có dữ liệu công khai như vậy đã lên đến 200 tỷ đô la vào năm 2016. Việc không có các thông tin về các khoản nợ như vậy sẽ dẫn tới nhiều khoản nợ được giấu kín và từ đó sẽ dẫn tới những rủi ro tiềm ẩn đối với các quốc gia vay nợ từ Trung Cộng. Các khoản nợ giấu kín như vậy sẽ dẫn tới việc các quốc gia khó theo dõi và tính toán được khoản nợ thực sự của quốc gia mình. Các định chế để giám sát nợ công như vậy sẽ bị ngăn trở và đương nhiên tiến trình trả nợ vay sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Từ đó sẽ nảy sinh nhiều các vấn đề khác, có thể cả các vấn đề chủ quyền quốc gia cũng như chính trị sẽ bị đe dọa bởi các khoản nợ này. Còn câu chuyện nợ công của Việt Nam thì sao? Theo các thông tin từ chính phủ Việt Nam thì nợ công của Việt Nam vẫn đang nằm trong giới hạn an toàn. Theo đó, dữ liệu Bộ Tài chính cung cấp cho biết dự kiến nợ công năm 2018 là 58,4% GDP, nợ chính phủ 50% GDP. Nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của chính phủ thu ngân sách 15,9%, nợ nước ngoài quốc gia là 46% GDP. Một số tờ báo tuy không chuyên về kinh tế như tờ Quân đội Nhân dân còn khẳng định chắc nịch qua các đợt đánh giá bền vững nợ hàng năm, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Ngân hàng Quốc tế World Bank đều đánh giá cao việc triển khai hiệu quả cam kết củng cố tài khoá và biện pháp tái cơ cấu, kiểm soát chặt chẽ nợ công của chính phủ Việt Nam.
Các tổ chức này đánh giá nợ công và nợ nước ngoài của Việt Nam hiện ở mức bền vững. Yếu tố này cũng góp phần quan trọng để cho các tổ chức xếp hạng quốc tế liên tục nâng hệ số tín nhiệm quốc gia của Việt Nam trong thời gian gần đây. Báo này còn khẳng định thêm như vậy, có thể khẳng định rằng nợ công của Việt Nam vẫn đang được kiểm soát chặt chẽ. Do đó, các cán bộ đảng viên cần nắm vững tình hình, tuyên truyền cho người thân, bạn bè và quần chúng để từ đó củng cố niềm tin về sự phát triển ngày càng bền vững của nền kinh tế nước ta. Tránh bị tác động tiêu cực bởi các thông tin không khách quan, xuyên tạc sự thật nhằm mục đích xấu. Vậy thực sự nợ công của Việt Nam ra sao? Thực sự an toàn để mọi người dân có thể kê cao gối ngủ vì mọi việc đã có đảng và nhà nước lo? Nợ công được tính như thế nào? Theo quy định của khoản 2 điều 1 luật quản lý nợ công năm 2017 thì nợ công được quy định trong luật này bao gồm A. Nợ chính phủ, B. Nợ được chính phủ bảo lãnh, C. Nợ chính quyền địa phương. Quy định như trên giữ nguyên từ luật quản lý nợ công năm 2009 không thay đổi. Theo quy định trên, nợ công bao gồm 3 khoản: Y. Nợ chính phủ và các khoản nợ phát sinh từ các khoản vay trong nước, nước ngoài được ký kết phát sinh nhân danh nhà nước, nhân danh chính phủ hoặc các khoản vay khác do Bộ Tài chính ký kết phát hành, ủy quyền phát hành theo quy định của pháp luật. Nợ chính phủ không bao gồm khoản nợ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành nhằm thực hiện chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ. 2 y ngắn: nợ được chính phủ bảo lãnh là khoản nợ doanh nghiệp, tổ chức tài chính, tín dụng vay trong nước, nước ngoài được chính phủ bảo lãnh. 3 ý ngắn: nợ chính quyền địa phương là các khoản nợ Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ký kết phát hành hoặc ủy quyền phát hành. Tuy nhiên, cách tính nợ công phổ biến của quốc tế lại có phạm vi rộng hơn nhiều. Theo hệ thống quản lý nợ và phân tích tài chính của Hội Nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển UNCTAD, nợ công không chỉ bao gồm nợ chính phủ, nợ được chính phủ bảo lãnh và nợ của các chính quyền địa phương, mà còn bao gồm các nghĩa vụ nợ của các ngân hàng trung ương, các đơn vị trực thuộc chính phủ, bao gồm các doanh nghiệp nhà nước ở tất cả các cấp chính quyền và một số khoản nợ ngầm định khác. Theo tiến sĩ Vũ Quang Việt, chuyên gia thống kê của Liên Hợp Quốc, thì khu vực công public sector theo định nghĩa của hệ thống tài chính tài khoản quốc gia của Liên Hợp Quốc 2008 bao gồm cả chính phủ và doanh nghiệp nhà nước, có thể coi nợ công là tổng nợ của chính phủ và nợ doanh nghiệp nhà nước. Thông tin này cần thiết dù Việt Nam vẫn chỉ chú ý đến nợ chính phủ được gọi là nợ công. Nếu như doanh nghiệp nhà nước nào phá sản thì việc trả nợ này là phải do chính phủ chịu trách nhiệm, dù chính phủ tuyên bố không có trách nhiệm, và nếu giả thiết cho phá sản, đất và tài sản công sẽ bị tịch biên và thuộc về chủ nợ. Vì thế, khi phân tích về nợ công không thể bỏ qua nợ của doanh nghiệp nhà nước. Đồng ý ý kiến với tiến sĩ Vũ Quang Việt, tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên, nguyên là phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Việt Nam, hiện nay đang giữ chức vụ tổ trưởng tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, cũng cho rằng những số liệu về nợ công được tính theo quy định của luật quản lý nợ công chưa phản ánh số nợ công thực sự của đất nước. Theo Bộ Tài chính, ngoài các khoản nợ nêu trên, còn các khoản nợ khác của NHN, và điểm đáng lo ngại nhất là các khoản nợ tiềm ẩn của các doanh nghiệp nhà nước. Dù theo quy định của luật quản lý nợ công thì nợ doanh nghiệp nhà nước không được hạch toán vào nợ công. Tuy nhiên, khả năng đe dọa nợ công của khu vực doanh nghiệp nhà nước lại nằm ở chỗ khu vực này luôn nhận được ngân sách mềm từ chính phủ. Khi các doanh nghiệp nhà nước lâm vào khó khăn, các khoản nợ trong nước và các doanh nghiệp này thường được chính phủ hỗ trợ dưới các hình thức bổ sung vốn, khoanh nợ, giãn nợ, chuyển nợ, xóa nợ, điển hình là vụ Vinasin. Tất cả các tình hình, các hình thức ngân sách mềm này cuối cùng đều sẽ khiến chi tiêu ngân sách gia tăng. Và với việc NSNN liên tục bội chi và để bù đắp phần chi tiêu cho ngân sách khu vực doanh nghiệp nhà nước sẽ buộc phải phát hành trái phiếu. Như vậy, nợ công quốc gia sẽ gia tăng. Tiến sĩ Vũ Quang Việt ước tính nợ công của Việt Nam năm 2016 vào khoảng 431 tỷ đô la Mỹ, bằng 210% GDP, và với mức nợ cao như vậy dẫn tới lãi suất cao, khả năng trả nợ giảm, kinh tế khó lòng mà phát triển mạnh, nếu không nói là có thể bị rơi vào khủng hoảng, phá sản. Như vậy, nếu không tính nợ của doanh nghiệp nhà nước thì nợ công của Việt Nam được coi là tạm ổn. Nhưng nếu thực sự tính cả khoản nợ của doanh nghiệp nhà nước thì nợ công của Việt Nam đang ở mức cực kỳ nguy hiểm.
Điều này cũng thể hiện rõ lo âu của nhiều đại biểu Quốc hội Việt Nam như tướng Đỗ Bá Tị cần tính đến xử lý hậu quả khi không đưa nợ doanh nghiệp nhà nước vào nợ công, vì đây là doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối nên về bản chất nhà nước vẫn phải có trách nhiệm các khoản nợ này trong trường hợp doanh nghiệp không có khả năng trả nợ. Thực tế chính phủ Việt Nam vẫn phải đứng ra trả nợ cho các doanh nghiệp nhà nước, hoặc nếu doanh nghiệp nhà nước phá sản thì tất cả các tài sản đó cũng là tài sản của nhân dân Việt Nam đóng góp vào. Như vậy thì tình hình nợ công của Việt Nam không sáng sủa như một số báo chí đưa tin. Chưa kể thời điểm này và sắp tới là đỉnh điểm của các khoản nợ công đã đến thời hạn phải trả. Doanh nghiệp nhà nước Việt Nam nợ ra sao? Theo thông tin của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về kết quả sản xuất kinh doanh của 19 tập đoàn tổng công ty vừa được cơ quan này hoàn tất tiếp nhận cuối năm 2018, 19 tập đoàn này có số nợ tính đến năm 2018 là 1,3 triệu tỷ đồng. Tiến sĩ Hồ Quốc Tuấn, giảng viên Đại học Bristol, Anh Quốc, nhận xét, đọc thông tin trong sách trắng doanh nghiệp Việt Nam thường niên năm 2019 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư biên soạn, tôi lo ngại khi đọc tới vấn đề nợ của doanh nghiệp Việt Nam. Sách trắng cho biết tổng số nợ của các doanh nghiệp năm 2017 là gấp 2,5 lần vốn chủ sở hữu của họ. Đáng chú ý hơn, doanh nghiệp nhà nước có chỉ số nợ 4,1 lần, cao gần gấp đôi so với khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước 2,3 lần và doanh nghiệp FDI là 1,6 lần. Những con số này là rất đáng quan ngại khi đặt chúng trong bối cảnh doanh nghiệp Việt Nam đang đua nhau phát hành trái phiếu, nhất là doanh nghiệp bất động sản, và những cảnh báo về một cuộc khủng hoảng nợ doanh nghiệp và nợ cá nhân đang được ra ở nhiều nền kinh tế từ Mỹ cho đến Trung Quốc hay Úc. Hay nói ngắn gọn là tình trạng nợ doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam đang ở mức báo động nghiêm trọng. Tờ Thời báo Kinh tế Việt Nam trích từ báo cáo tổng hợp tình hình bảo lãnh chính phủ năm 2018 mới được Bộ Tài chính gửi cho Thủ tướng Chính phủ Việt Nam cho biết, tính đến hết năm 2018, tổng giá trị các khoản vay được chính phủ bảo lãnh lên đến 27,7 tỷ USD, trong đó có 23,6 tỷ đô la vốn vay của nước ngoài, 4,1 tỷ đô la vốn vay trong nước. Tờ báo này còn cho biết thêm là biết nhiều dự án được chính phủ bảo lãnh do khó khăn về tài chính đã không có khả năng trả nợ, đang phải thanh lý tài sản để thu hồi vốn, hoặc phải tái cơ cấu do nợ quá hạn cao, hoặc chính phủ phải dùng nguồn tiền từ quỹ tích trữ tích lũy trả nợ quốc gia để trả nợ thay. Trong số đó, ngành điện chiếm tỷ trọng bảo lãnh lớn nhất. EVN nợ ai và nợ bao nhiêu? Tập đoàn Điện lực Việt Nam quả đấm thép trong ngành điện, một ngành mà gần như độc quyền trong tay nhà nước Việt Nam. Báo chí cho biết EVN nợ nước ngoài vào khoảng 217.971 tỷ đồng. Tuy nhiên, báo chí trong nước cho biết EVN không cho biết là EVN nợ của những nước nào. Một báo cáo của nhóm Green ID về các tài chính cho các dự án nhiệt điện than cho biết Trung Quốc là quốc gia cấp vốn lớn nhất cho các dự án nhiệt điện than ở Việt Nam. Trong thời gian Việt Nam đã huy động gần 40 tỷ đô la để xây dựng các nhà máy nhiệt điện than và ước tính cần huy động thêm 46 tỷ đô la nữa để hoàn thành kế hoạch phát triển nhiệt điện than tới năm 2030. Như vậy thì Việt Nam đã đi được nửa chặng đường huy động vốn. Trên nửa chặng đường đã qua, nguồn tài chính được xác định chủ yếu là vốn vay nước ngoài với 8,3 tỷ đô la. Trung Quốc là quốc gia cấp vốn vay nhiều nhất cho nhiệt điện than của Việt Nam. Nhật Bản 3,7 tỷ đô la và Hàn Quốc là 3 tỷ đô la, lần lượt đứng vị trí thứ 2 và thứ 3. Nguồn vốn được cung cấp chủ yếu qua các cơ quan tín dụng xuất khẩu của những quốc gia này, bao gồm có Ngân hàng xuất nhập khẩu Trung Quốc, Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc KSIM, Công ty Bảo hiểm Thương mại Hàn Quốc KSUA và Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản GBIC. Bên cạnh đó, các cơ quan tín dụng xuất khẩu, ngân hàng thương mại và tại các nước cũng giữ vai trò rất quan trọng. Trong đó, 4 ngân hàng của Trung Quốc gồm có Ngân hàng Phát triển Trung Quốc, Ngân hàng Công thương Trung Quốc, Ngân hàng Trung Quốc và Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc chiếm 80% nguồn tài chính của nhóm các ngân hàng thương mại. Việt Nam có khả năng vỡ nợ từ ông chủ nợ Trung Cộng. Cho đến nay còn rất nhiều điều phải bàn về vấn đề nợ của Việt Nam. Theo cách giải trình của chính phủ Việt Nam thì dường như nợ công không có gì đáng ngại, nhưng trong thực tế thì không phải như vậy. Mặc dù số nợ của các doanh nghiệp nhà nước không được đưa vào luật quản lý nợ công, nhưng thực tế chính phủ Việt Nam vẫn đang phải e cổ ra để trả nợ cho đám con hư này.
Những con số về các tài khoản nợ nước ngoài của Việt Nam vẫn còn rất tù mù. Rất nhiều thông tin không được công khai minh bạch, rất nhiều khoản nợ liên quan đến Trung Quốc không hề được công khai hoặc đưa tin một cách nhỏ giọt. Khi người dân biết thông tin là đã bể ra một cục nợ to đùng. Mọi người vẫn chưa quên dự án đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông được thực hiện bằng vốn vay của Trung Quốc, chưa biết bao giờ mới chạy nhưng đã phải trả lãi ngân hàng hàng trăm tỷ. Hay các dự án nhà máy đạm Ninh Bình, nhà máy gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2. Đặc biệt gần đây xuất hiện rất nhiều dự án nhiệt điện than vay vốn từ Trung Quốc. Điều này có thể sẽ dẫn đến những khoản nợ khổng lồ trong bối cảnh EVN đang nợ như chúa trộm. Thế giới đã chứng kiến quá nhiều bài học từ vay nợ Trung Quốc và không thể kiểm soát đủ dẫn tới khả năng vỡ nợ rất lớn. Và từ nợ nần sẽ dẫn tới các vấn đề chủ quyền biển đảo, quan hệ đối ngoại bị chi phối. Chính vì vậy, Nhà Cầm quyền Cộng sản Việt Nam, Chính phủ Việt Nam cần phải thông tin rõ ràng về các khoản nợ nước ngoài, trong đó có nợ của Trung Quốc, đồng thời tiếp cận các kinh nghiệm quốc tế và xác định các khoản nợ vay cũng như phương án trả nợ. Nếu không, khẩu hiệu dân giàu, nước mạnh, xã hội, dân chủ, công bằng, văn minh trong hiến pháp của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chỉ là một khẩu hiệu suông. EVN đưa trung tâm nhiệt điện than vào diện bảo vệ an ninh đặc biệt. Đây là nơi sản xuất điện hay doanh trại quân đội trá hình hay là khu căn cứ bí mật. Những ngày qua dư luận rất hoang mang khi hay tin EVN o ép các dự án điện gió, điện mặt trời, một nguồn năng lượng sạch mà cả thế giới đang hướng tới. Nhiều người cho rằng chỉ vì lo sợ các dự án cung cấp nguồn năng lượng sạch đe dọa ngôi vị độc tôn mà EVN đã ra tay triệt hạ đối thủ vừa mới manh nha. Thật không thể tin nổi thời đại 4.0 rồi mà EVN vẫn không chịu tiếp thu cái tiến bộ của xã hội loài người, vẫn ôm khư khư cái công nghệ lạc hậu giết người hàng loạt. Ấy vậy mà, EVN còn đề nghị đưa nhà máy nhiệt than vào diện bảo vệ an ninh đặc biệt. Vì sao tập đoàn này lại xem mạng dân như cỏ rác như thế? Tại cuộc họp bàn về công tác bảo vệ môi trường, ông Lê Văn Danh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện Senco 3 thuộc EVN cho biết, EVN đang có kiến nghị lên Chính phủ và Bộ Công an đưa trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân vào diện bảo vệ an ninh đặc biệt. Ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã đồng ý, được biết đây là dự án EVN hợp tác sản xuất với Trung Cộng. Lạ là trước đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đưa ra danh sách 28 doanh nghiệp sẽ chịu sự kiểm soát đặc biệt về môi trường theo chỉ thị 25 của Thủ tướng Chính phủ sau khi xảy ra sự cố môi trường Formosa Hà Tĩnh. Trong danh sách 28 doanh nghiệp bị kiểm soát đặc biệt, chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất xi măng, nhiệt điện, khai thác khoáng sản, thì Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân Bình Thuận đứng thứ 3 sau thép Formosa Hà Tĩnh và thép Hòa Phát. Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân đứng đầu trong danh sách tàn phá môi trường. Nhưng vì sao không vào diện kiểm soát đặc biệt mà lại vào diện bảo vệ nghiêm ngặt? Như ta đã biết, than là nguồn nhiên liệu hóa thạch bẩn nhất và ô nhiễm nhất. Khi đốt than để sản xuất điện, nhiều loại khí độc, kim loại nặng, trì, thủy ngân, cadmium và thạch tín cũng như các đồng vị phóng xạ sẽ thoát ra và gây ô nhiễm cho nguồn nước, đất, nông nghiệp ở các khu vực xung quanh nhà máy nhiệt điện than. Đồng thời gây hiện tượng nóng lên toàn cầu, tạo ra những cơn mưa axit, thạch tín sẽ gây ra những bệnh ngoài da, ung thư phổi và ung thư bàng quang và cũng có thể gây tổn thương cho hệ thần kinh ở những người bị phơi nhiễm thạch tín. Hệ thủy sinh và các ngành các nguồn khác của địa phương nằm gần khu vực chôn xỉ than cũng sẽ bị phá hủy. Một nhà máy nhiệt điện than với công suất 500 MW sẽ sản sinh ra 170 pound gần 85 kg thủy ngân và 225 pound hơn 100 kg thạch tím một năm. Chỉ cần một thìa cà phê thủy ngân đổ xuống một hồ rộng 10 hectare cũng đủ khiến cho cá trong hồ này trở nên không an toàn cho người tiêu dùng. Trì và cadmium cũng là loại kim loại độc hại có thể tích lũy trong các mô của động vật và con người, dẫn đến chậm phát triển trí tuệ, gây rối loạn phát triển và gây tổn hại hệ thần kinh, có thể dẫn đến bệnh tự kỷ. Còn những người uống nước có 50 phần tỷ và thạch tím có nguy cơ phát triển bệnh ung thư cao hơn. Như vậy, nhà máy nhiệt Vĩnh Tân với công suất 1.244 MW mỗi năm thì lượng thủy ngân và thạch tím thải ra môi trường sẽ là bao nhiêu? Cần bao nhiêu lâu thì cả vùng đất, vùng biển và con người của Bình Thuận sẽ bị hủy diệt bởi nhà máy nhiệt than này?
Đấy là điện than, là kẻ giết người không dao như thế. Nhưng vì sao người ta lại đổ tiền ngàn tỷ vào đầu tư? Sắp tới cả nước có 80 nhà máy mọc ở khắp mọi miền Tổ quốc do Trung Quốc đổ về. Bởi nhiệt điện than ở nước này bị cấm do mức độ gây chết người của nó rất là lớn. Chỉ một trung tâm điện lực Vĩnh Tân thôi, nhưng mỗi năm có khoảng 3,3 triệu tấn trên năm, ngang bằng với lượng xỉ thép và các chất thải khác của Formosa. Tổng lượng nước làm mát thải ra biển 28,3 triệu khối một ngày, tàn phá nơi tập trung sản xuất tôm giống của cả nước, trồng lấn lên khu bảo tồn biển Hòn Câu, khiến cho tiêu diệt sự sống của nơi đây. Vậy thì tương lai mỗi tỉnh bình quân có đến một hoặc hai nhà máy nhiệt điện thì người dân sẽ sống như thế nào? Thử hỏi một quốc gia mà người dân suốt ngày phải chống chọi với bệnh tật liệu có hùng cường, thịnh vượng? Tác hại của nhiệt than tàn phá thật kinh hoàng, khiến trên thế giới từ bỏ tập trung năng lượng điện gió, điện mặt trời. Ngay cả một quốc gia phụ thuộc vào nhiệt than như Trung Quốc cũng nói không. Vậy mà Việt Nam lại mang về và cho EVN xem như là báu vật phải bảo vệ cẩn thận, ưu ái cho nhiệt than, rồi quay sang o ép nguồn năng lượng tái tạo. Cũng như may là Bộ trưởng Công Thương đã nhận được phản ánh của dư luận, kịp thời chỉ đạo cho EVN trong vụ cạnh tranh bẩn này. Mục đích bảo vệ nhà máy nhiệt điện than EVN là gì? Giữ thế độc quyền hay còn âm mưu gì khác? Vĩnh Tân, Bình Thuận có vị trí độc đạo nối liền miền Nam, miền Bắc. Đây là một khu vực sung yếu về an ninh quốc phòng. Liệu Trung Quốc có dùng nơi đây làm khu tự trị bất khả xâm phạm như quốc gia thu nhỏ Formosa? Bởi không phải ngẫu nhiên mà nhà thầu Trung Quốc lại chọn nơi này để đặt một trung tâm nhiệt điện quy mô lớn nhất cả nước, nhưng không thuận lợi cho việc sản xuất điện. Nếu quả thật như vậy thì EVN đưa trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân vào diện bảo vệ đặc biệt. Phải chăng nơi đây có gì đó mờ ám, doanh trại quân đội, trá hình hay khu căn cứ bí mật? EVN ơi, hết tăng giá điện, hút máu dân, bù lỗ cho khoản vay nghìn tỷ, dù dùng cho nhiệt than đầu độc dân nghèo, nay lại tiếp tay cho giặc tàu thực hiện dã tâm thôn tính Việt Nam. Tội của mi làm sao gột rửa cho hết. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.